là mình sẽ hôm nay mình sẽ like cái những cái màu tím của Just Nail nha. Đây là những cái màu tông màu rất là đẹp, nó nằm trong set 200 màu mới của Just Nail ha. Đó. Và Christine có sử dụng cái những cái màu mà hả những cái màu mà trong cái màu nude 15 màu nữa. Đó, và đây là những cái màu rất là nổi bật của Just Nail ha. Ủa, màu và lavender và màu tím mình kết hợp với nhau thì rất là đẹp nha. Hello Jolie Yvonne, hi Michelle. Hi, chào mọi người, hi Đào Phạm nha. Chào mọi người. Đó, đây là những cái màu bây giờ hôm nay thì mình sẽ kết hợp với cái design. Đây là cái ngón mobile nha. Đó, ngón mobile mình kết hợp với kim tuyến. Đó, mình sẽ ra như vậy ha. Hello Nam Lê, hi em, khỏe không? Ok, bây giờ là mình sẽ đi những cái màu của Just Nail ha. Mình sẽ lần lượt và giới thiệu với mọi người những cái màu chính của Just Nail. Next one. Hi Cammy. Oh, mọi người help Christine share một cái nha. Hôm nay like hơi trễ chút xíu ha. Ok, next one. Đó. Và cái bên này thì mình sẽ cố gắng show up cho tất cả các bạn là cái màu của Just Nail á, là 200 màu. Tất cả những cái màu của Just Nail vừa đắp vừa dip được và ombre được nha. Đó, ombre và mình có thể làm 3D luôn. Nên là lát nữa là Christine sẽ có hai ngón 3D cho các bạn ha. Tại vì mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy bột Just Nail mình có thể làm hoàn toàn là mình làm 3D được nha. Thank you em nha. Kết ngón trỏ chị. Mọi người hết là tôi xin share ha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi những từng cái màu của Just Nail nè. Đó, mình sẽ kết hợp nha. Khi cái tông màu mà màu tím mình có thể kết hợp với blender cũng được, màu dark pink ombre cũng được nha. Đó, đây là những cái màu rất là đẹp ha. Cái ngón này thì Christina kết hợp cái màu purple và lavender và cái sub white ha. Đó, còn cái ngón này là Christine kết hợp cái lavender với cái dark pink. Dark pink này nằm trong cái set 15 màu nha. Và cái ngón này thì mình sử dụng kết hợp những cái màu nó đi chung với nhau để làm ra cái mobile như vậy. Và cái ngón này thì mình sẽ kết hợp với purple với yellow. Ra rất là đẹp ha mọi người. Ờ, đây là những cái màu mà Christine sẽ dùng trong hôm nay. Những cái màu hôm nay là Christine dùng là nó nằm trong set 200 màu nha. 200 màu mới của Just Nail nha. Là hôm qua là Smile và Jimmy đã like những cái màu này. Bây giờ là Christine làm một bộ kết hợp những cái màu đó cho các bạn ha. Những cái màu đó là mình có thể làm ombre luôn nha. Ombre 3D và có thể dip đắp được luôn. Hai anh Đại. Ok, bây giờ là mình sẽ đi những cái màu nha. Mình sẽ kết hợp hai anh Đại, hai Nguyễn Ngọc Châu. Chào mọi người nha. Mọi người hết Christine share một cái like này ha. Để chia sẻ với mọi người về những cái tông màu của Just Nail. Đó, thì ai lấy màu vàng? Hôm nay Christine làm like hơi trễ chút xíu ha. Và cái ngón này thì mình sẽ kết hợp cái màu và lavender và cái màu yellow nha các bạn. Mình sẽ đi cái màu vàng trước và sau đó mình sẽ apply cái và lavender on top nha. Nó ra cái màu rất là ngọt và rất là dễ thương nè. Đó, mình rất là dễ đúng không, dẻo lắm các bạn nè, thấy không. Đó, mình từ từ và giúp hai bên thôi ha. Rất là dẻo nha. Đây, rất là dẻo nha. Mình tháp nhẹ thôi, mình đập nhẹ nhẹ thôi ha. Đó, sau đó mình sẽ vuốt hai bên và cho cái bột xuống nè. Vì sao? Vì á, khi mà Christine vuốt hai bên á, mình giữ vuốt hai bên để làm cho móng có độ cong và bột nó không có bị chảy ha. Và thứ hai nữa, mình vuốt hai bên như vậy á, là mình giữ được cái shape luôn nha. Luôn luôn là giữ được shape ha. Vì cái móng nhọn nó rất là dễ mất shape nếu mà mình đi dày quá, bị lát rửa mình rất là cực ha. Đó, mọi người help Christine share cái nha. Màu rất là ngọt nha. Màu vàng này nằm trong set 200 màu ha. Màu rất là đẹp luôn.
Dạ, hiện tại cái set màu 200 màu á là giá gốc của nó là 3.600 nha, 3.600 nha, nhưng mà bây giờ đang sale còn có 200 thôi. Và khi mà các bạn vô website order á, thì các bạn có thể là đánh những cái order của các bạn là giống như Tracy Lương, Tammy Nguyễn, Quan Hồ và Amy Nguyễn ha, để được thêm 10% off nha. Đó, các bạn vào website justnail.com nha. Hi Châu, Châu. Hello, chào mọi người. Hello, hi Andy Brown, how are you? Mọi người khỏe không? Đó, lâu lắm không có like nha. Cái màu này là Valender ha. Đây là cái màu Valender ha. Đây, rất là đẹp. Bây giờ là mình sẽ kết hợp cái ombre với cái màu Valender. Đây, các bạn thấy cái màu Valender rất là ngọt không? Những cái màu này là không có bị mobile ha. Cái set 200 màu này là không có bị mobile ha các bạn. Đó, mình sẽ nhẹ nhàng nè ha. Từ từ thôi. Đó, giữ cho cục bột vào chính giữa ha. Sau đó mình sẽ nhẹ nhàng kéo xuống nè. Màu rất là đẹp ha. Đây là cái tông màu á, nằm trong set 200 nha, và Lender. À, bạn nào yêu màu tím và Lender nè. À, các bạn thấy không? Hai màu này đi chung rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Đó, nhẹ nhàng và đi cục bột thứ hai ha. Nếu mà móng dài quá các bạn không có đi được một cục á, mình có thể đi hai cục nha. À, để mà làm ra ombre mình sẽ đi cái lớp trước, sau đó mình sẽ đi thêm một cái vừa đủ cho cái size đó nữa. Mình có thể đi hai ba cục bột để mà làm ra cái ombre ha. Vì nhiều khi á, móng dài quá mình đi một cục á thì nó không có hết được ha. Nên mình sẽ đi hai cái thôi hoặc là ba, mình có thể thêm chút xíu. Hai anh Bình, hai Liz. À, một set là bây giờ đang sale là 2.000 nha, 200 màu nha. Đó, 200 màu, một cụ là 2 ao nha. Giá gốc của nó là 3.600 các bạn. À, cái set này có số lượng có hạn thôi, khi mà các bạn order thì nhanh tay ha. Màu rất là chuẩn ha. Đó, mình sẽ chăm sóc cho nó thật là. Ra ombre ha, rất là đẹp ha. Rất là dễ phối màu nha. Những cái màu này mình có thể làm ombre bất kỳ nha. Màu nào cũng có thể làm ombre cả. Tùy theo là mình phối hợp màu gì chung với nhau nha. Hi Shirley, hi Jay, hi Linh Đỗ. À, và cái ngón này hôm nay là mình có một cái dạ như vậy ha, nhưng mà thời gian thì nó hơi tối rồi nên là Christine sẽ làm cái 3D cho các bạn ha. Đó, mình sẽ chia sẻ về cái 3D cái 3D bằng những cái bột mà của Justnail nha. Đó. Cái ngón này thì mình sẽ kết hợp là màu purple nha. Màu purple. Đây, cái màu purple rất là dễ thương nha. Đó, đây là cái màu purple của Justnail. Rất là dễ thương. Trời ơi, màu đẹp quá ha. Màu rất là dễ thương ha. Mình sẽ từ từ và cho cái bột đó. Nó nằm trong cái chính giữa ngón của mình nha. Đó, mình sẽ giữ xếp cho nó. À, đúng rồi. Anh Bình, Christine nối móng nha. Hai Thanh Quang, hai Benjamin, khỏe không em? Đó, Christine nối móng cho nó dài ha. Đó, lát nữa là đây là cái móng nhọn mà có trong cái website của Justnail ha. Đó, Christine chỉ là nối hai cái móng dài ra cho cái móng của khách nó dài thêm. Đó, vì tùy theo cái người khách của mình nó muốn móng dài hay móng ngắn ha. Và mình sẽ chiều theo khách của
của người khách nha. Rất là dễ nối. Nhưng mà mình dán xong á, những cái móng thứ nhất ở đó mình sẽ lấy cái size số 8, 9, 10 tùy theo cái móng ha. Và mình dán tiếp tục cho cái móng thứ hai nối lên như vậy á, thì cái móng của mình nó sẽ dài thêm ha. Và mình chỉ cần dụ xếp lại cho nó nhọn thôi. Màu purple rất là đẹp ha. Màu đẹp quá. Lát nữa là mình sẽ có hai ngón bubble ha. Hai ngón bubble này mình kết hợp với những cái màu của nó đi theo cái tông màu tím ha. Đây ha, đây là cái bên này là Christine đã làm xong nè, các bạn thấy không? Đó, những cái tông màu rất là dễ thương ha. Mình có thể phối hợp với nhau ha. Đây là cái blender với sắp quai. Và cái ngón này các bạn có thể là mình đi theo những cái tông màu blender, light pink, purple, đúng không? Các bạn thấy không? Nó rất là giống như ngọc trong đá nha. Đó, mà đi nó đi purple ha. Đó, và cái ngón này nữa thì mình sẽ ngón này thì mình sẽ kết hợp với dark pink nha. Cái màu dark pink nằm trong set 15 màu ông quầy nút nha. Hai cho mọi người. Đó. Lát mình sẽ làm cái mobile nó nằm trong ngón này nha. Hoặc là mình có thể đi màu 3D cũng được. Bây giờ mình sẽ kiếm ra cái màu dark pink ha. Đây, đây là cái màu dark pink nằm trong set ombre nha. Đó, set ombre nút 15 màu. Đó, tắt máy lạnh đi. Trời ơi, bột chạy quá. Đó, tối rồi trời thời nó tiết cái lạnh. À, mọi người hết cuộc xin share nha. Hơi tối chút xíu nhưng mà mình share chia sẻ với mọi người ha. À, những cái màu mình chia sẻ về những cái màu với những cái kỹ thuật mình làm cái mobile ha. Mobile bằng bột nha. Oh, thank you mọi người nha. Thank you mọi người đã hết share nha. Đó, thì khi mà mình làm đơn giản vậy thôi thì nó nhìn nó rất là sang trọng ha. Đó. Lát nữa là mình sẽ làm cái bông màu tím ha các bạn. Đó, mình sẽ đi cái bông màu tím. Mình sẽ làm bông 3D ha. Vì tối rồi nên là Christine sẽ không có làm live work nữa. Live work thì nó hơi lâu chút xíu ha. Mình sẽ làm hai ngón 3D thôi. Hai ngón bông ha, rất là đơn giản. Đó, mình chia sẻ cách phối màu. Mình sẽ chia sẻ cách phối màu cho cái bông nha. Đó, sử dụng những cái màu mà mình đắp luôn. Đó, bây giờ mình đang đắp bột này đúng không? Màu này đúng không? Lát nữa là mình sẽ design bằng cái mình sẽ design bằng cái những cái màu mình đang sử dụng luôn nha. Đó, như vậy thì các bạn rất là tiết kiệm. Đó, mình muốn làm bông màu gì đều có nha. Hi, thank you mọi người nha. Thank you anh Bình. Đó, màu rất là dễ thương ha các bạn ha. Nè, mình có thể kết hợp cái set 15 màu nước ở nha. Khi mà các bạn có những cái tông màu này thì mình đủ làm cho khách rồi. Khi mà mình làm sample mình cũng có thể là kết hợp những cái màu này với nhau ha. Là bây giờ cô xin chia sẻ cái cách mà dán móng nè. Đúng không? Mình dán cái tip thứ nhất, sau đó mình sẽ dán cái tip thứ hai nữa. Các bạn thấy không? Tip thứ hai đối với cái tip thứ nhất nè. Mình sẽ cho nó lên khoảng là 2 nha, đừng có ra quá. Đó, thì như vậy cái đường nối của nó mới connect với nhau nha. Đó, thì như vậy các bạn sẽ có cái móng dài như vậy. Thì những cái móng tip này rất là dẻo, rất là dễ dán nha. Và có bán trên shop online á.
Chanel có bán những cái chiếc nhẫn này nha. Các bạn thấy không, cái độ dẻo của nó rất là tốt. Mà mình dán cái là nó đã dính rồi nha. Nó không có giống như những cái tip clear mà nó cứng quá, khi mà các bạn dán thì nó rất là khó dính nha. Những cái tip này nó dán rất là bình thường và rất là dễ dính nha. Rồi cái ngón này thì Christine sẽ cho nó là mình sẽ đi cái tông màu thật là nhẹ nhàng thôi ha. Mình sẽ đi sắp quai. Mình sẽ sử dụng sắp quai nha. Đây đó, mình sẽ sử dụng sắp quai. Vì lát ngón này là Christine sẽ làm hai ngón là hai ngón 3D ha. Đây là mình sẽ sử dụng tông màu sắp quai. Sau đó là lát nữa mình sẽ làm những cái màu bông, vì những cái màu bông của mình nó không có đậm lắm. Đó, nên là mình cần làm cái sắp quai dưới nền để là làm cho cái design của mình nó thêm, khi mà mình làm lên xong á thì nó sẽ nổi bật thêm ha. Mình sẽ đi một lớp mỏng thôi, vì cái móng thiếp này Christine sẽ cho một chút xíu glitter nha. Đó, Christine sẽ cho một chút xíu glitter nằm ở đầu thiếp, nên là Christine sẽ cho ở trên là sắp quai thôi. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, mình đi một lớp mỏng thôi, vì lát nữa là mình sẽ cho một lớp clear lên nha. Đây, đó, nhẹ nhàng ha. Thank you nha, thank you mọi người giúp Christine share ha. Bột rất là dẻo nha. Đó, thank you Alex Trần, thank you Joe. Đó, hi mọi người nha. Đó, mọi người thích những cái tông màu này không? Đây là những cái màu mà Christine chia sẻ với mọi người ha. Mình có thể kết hợp chúng lại với nhau rất là dễ thương ha. Đây mình sẽ cho một, vì cái hồi nãy là cái sắp quai là Christine chưa có kéo ra tới đầu đúng không? Bây giờ là Christine sẽ cho một lớp chút xíu clear ha, để làm cái gì, để lát nữa là Christine đính những cái kim tuyến này, thấy chưa? Mình lấy một chút xíu kim tuyến ha. Những cái kim tuyến này cũng có trong cái Chanel nha. Đây mình sẽ cho một chút xíu kim tuyến vào đây nha. Các bạn thấy không, nó có hơi khác biệt một chút xíu ha, rất là dễ thương. Mình sẽ làm giống như cái dạng ombre như vậy đó. Mình sẽ cho nó lên đây. Đó, mình sẽ cho chúng lên đây ha. Và đi giống như dạng ombre đầu móng như vậy ha. Mình nhẹ nhàng thôi, vì ở dưới lớp dưới của mình nó có một chút xíu clear rồi, nên các bạn đừng có lo lắng là nó không có dính ha. Đó, mình sẽ kết hợp một chút xíu kim tuyến màu vàng nữa. Đó, để là làm cho cái đầu móng của mình á dễ thương hơn ha. Okay. Rồi ha, khi mà đã xong như vậy rồi mình sẽ phủ một lớp bột clear ha. Vì lát nữa là mình sẽ design theo xuống, và như vậy á mình sẽ không có cần đính thêm nhiều cái diamond ở dưới nữa, vì á khi mà mình làm xong á thì ở đây nó rất là nổi bật ha, nó có thêm cái kim tuyến nè. Đó, các bạn thấy không, nhìn rất là dễ thương đúng không? Ờ, mình chỉ thiếu mình trang trí chút xíu nữa là nó đã đẹp ha. Vì bột nó rất là dẻo nên là các bạn có thể là dip đắp rất là dễ nha. Da màu rất là dẻo ha. Khi mà Christine làm á thì nhờ, tốt thì mình nói tốt nha, chứ mình phải tự tin với cái sản phẩm mà mình làm ra chứ đúng không? Đó, vì mình có lợi cái là hả, trong cái team á thì 4 người đều làm nail ha, nên là những cái sản phẩm khi mà ra thị trường á là team tất cả mọi người Smile, Jimmy, Alex á, và Christine đã test hết rồi nha. Đó, mình test 3D, ombre và tất cả đều work thì mình mới đưa ra cái thị trường ha, nên là các bạn cứ yên tâm và xài. Và nếu mà các bạn có thắc mắc gì về những cái sản phẩm thì có thể là nhắn tin cho mọi người làm việc trong Just Nail ha. Sẽ giúp các bạn trả lời về những cái sản phẩm nha. Và hiện tại thì công ty Just Nail có thêm những các bạn là giống như là Tammy Nguyễn, Chase Nail, Ryan Hồ và Amy Nguyễn ha. Các bạn này đã sử dụng qua những sản phẩm của Just Nail và muốn chia sẻ với mọi người hơn về cái sản phẩm Just Nail ha. Khi mà các bạn online thì các bạn theo dõi
có theo dõi những bộ nail của các bạn làm đó thì mình tự tin hơn với những cái sản phẩm nha. Nếu mà các bạn order online thì các bạn có thể đánh những cái order đó lên nha. Đó, và đừng quên đánh những cái order đó để mà được thêm 10% off cho các bạn nha. Mi Nguyễn Lâm hôm nay đến theo địa chỉ Just Nail và không kiếm được tiệm vậy chị. Các bạn khi mà trước khi đến các bạn nên vui lòng gọi điện cho công ty Just Nail trước ha. Công ty vẫn mở cửa bình thường ha, từ 9 giờ rưỡi đến là 6 giờ nha các bạn. Rồi ha, đây là mình đã có tông 3 màu. Bây giờ mình sẽ đi xong cái ngón cái này luôn ha. Và sau cuối cùng là mình sẽ đi cái ngón mobile. Vì cái ngón mobile mình sử dụng kim tuyến ha, nên nó sẽ là cái ngón cuối cùng mình sẽ làm. Và cái ngón cuối cùng mình sẽ sử dụng lại cái tông màu có nha. Mình sẽ sử dụng blender nha. Đó, các bạn thấy bột rất là dẻo đúng không? Đó, mình sẽ cho nó hơi rút xuống nha. Đó, nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy nó rất là dẻo đúng không? Màu mới ra rồi nha, Thanh Vũ Lâm, Christine đang làm cái màu mới nha. Đây là cái những cái tông màu nằm trong set 200 màu nha. Đây là màu blender nha. Các bạn có những câu hỏi cứ hỏi nha. Và trong cái live hôm nay sẽ có các bạn Jimmy, Smile Tracy và Tammy sẽ hết các bạn trả lời những cái câu hỏi của các bạn nha. Vì bây giờ là Christine làm và nhiều khi không có đọc hết được những cái comment nha. Đây màu rất là đẹp ha. Trời ơi màu ngọt quá đi à. Đẹp quá, rất là dễ thương nha. Đó, màu rất là dễ thương ha. Đó, và khi mà mình làm xong cái này xong á, mình sẽ đi thêm một màu nữa nha. Đây là cái cũng là cái tông màu, nó nằm trong set ombre 15 màu nha. Đây sẽ được rất là đẹp. Mình sẽ làm ombre ha, mình sẽ làm màu yellow lợt thôi. Đây nó sẽ ra như vậy ha, màu rất là dễ thương nè. Đó. Trời ơi, anh rầy kìa. Đó. Làm âm rầy nha, những cái màu này chuyên chỉ cho âm rầy luôn. Chứ các bạn á, mình có những cái nhiều màu quá. Mình nếu mà mình có 200 màu thôi là mình làm ra được rất là nhiều sample ha. Mình không nhất thiết là tất cả những cái màu mình đều kết hợp với supply nha. Mình có thể kết hợp những cái màu tông màu này chung với nhau, sau đó mình làm ra cái sample cho khách mình lựa nè. Đó. Rất là tiện ha. Vì nhiều khách đó, nó đâu có biết màu gì đâu đúng không? Nên á trong cái tiệm mình á mình nên làm ra những cái màu này ha. Mình làm ra cái sample đi rồi khách của mình nó sẽ chọn lựa. Ừ, hôm nay là nó sẽ lấy cái này ha. À, và mình chỉ cần theo số và làm cho khách thôi. Rất là dễ kiếm tiền nha. Vì khi mà làm bột màu á, mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian là sơn treo nữa. Nên là mình chưa có bột màu, mình nên đầu tư cho những cái màu này nha. Vì không, nếu mà cái tiệm của bạn mà chưa có khách làm bột màu á, đừng lo lắng. Đó, mình cứ làm ra sample. Đó, và khi mà khách lựa thì mình cứ nói ừ cái đó là bột màu á nha. Và cái người khách đó đã thích những cái màu này rồi đó thì cái màu sơn treo thì nó không có đúng không? Đó, sau đó thì khách bắt buộc nó phải làm cái những cái màu như vậy vì rất là thích, khách rất là thích màu. Nếu mà khách đã thích rồi thì bắt buộc khách
chắc chắn thì cái người khách đó sẽ chọn lựa là làm nha. Đó, cái đó là những cái kinh nghiệm thực tế thôi, vì Christine cũng đang làm tiệm đó, mà tiệm Christine đang làm thì rất là nhiều bột màu nha, rất là nhiều khách làm bột màu, hầu như là đa số ngày nào cũng làm bột màu hết. Cái thời gian đầu là Christine chia sẻ build cái bột màu rất là khó đó, mình làm 6 tháng trời, build 6 tháng mà cũng không có được bao nhiêu hết á. Mỗi lần khách vô mình cứ mình có những cái màu bột này rất là đẹp ha, mình cứ giới thiệu với khách, và từng ngày á, như vậy á, thì cái người khách, số lượng khách giới thiệu khách á, nó lên rất là nhiều ha. Và đến hôm nay thì nó rất là nhiều khách làm bột màu ở tiệm Christine, đa số là làm bột bột màu hết nha. Và cái ngón này thì mình sẽ làm mobile, đây là cái mình sẽ làm mobile nha. Đúng rồi, làm bột màu xếp time nha, mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, và cái shape của mình rất là đẹp nữa. Thay vì mình phải mất thêm 10 đến 15 phút để sơn một bộ treo đúng không, và mình làm bột màu vừa được thêm tiền hả, và được thêm cái xếp được cái thời gian ha. Bây giờ mình sẽ làm mobile nha. Đây là cái bột mà Christine đã lấy ha. Đó, mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi, đi thật là mỏng thôi, chứ mình không có cần đi dày ha. Đó, các bạn tháp nhẹ nhẹ thôi, không có vuốt nha. Đó, mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi nha. Các bạn thấy nó ra cái đường vân rất là đẹp không? Đó, mình sẽ đi từ từ thôi ha. Đây là những cái màu mà Christine kết hợp nha. Màu vàng, màu dark pink, màu lavender, màu purple. Và cái cuối cùng là cái màu đen nha. Ok, để Christine chia sẻ với mọi người cách lấy mobile ha. Để Christine làm xong cái này đã. Rồi sau đó cuối là mình sẽ cho những cái màu đó lên ha. Ok, còn cái này á, ở phần chính giữa này Christine sẽ chia sẻ cái kim tuyến ha. Mình cho một chút xíu clear mỏng nè, các bạn thấy không? Và sau đó mình sẽ dùng cây cọ của mình nè, đúng không? Đó, mình sẽ lấy những cái kim tuyến mà mình muốn, đó, mình cho vào đây. Mình cho vào đây ha. Tùy theo cái cách sắp xếp nha. Mình sẽ cho vào đây ha. Nên khi mà các bạn làm á, mình thấy giống như cái vân đá mà nó ở trong đúng không? Ok, đợi chút xíu nha, Christine sẽ chỉ cái cách lấy mobile nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi cái này trước. Đi cái này xong là mình sẽ đi nha. Đây, mình sẽ cho những cái miếng clear vào đây ha. Miếng này nó hơi lớn một chút ha, mình sẽ cho nó nằm vậy. Chờ Christine chút xíu ha, mình sẽ chăm sóc cái này trước nha. Miếng này hơi lớn, mình cho nó ra đi. Mình sẽ lấy miếng khác ha. Đây ha, mình sẽ cho những cái kim tuyến của mình muốn vào đây nè. Đó. Christine chút xíu ha, mình sẽ đi cái này trước. Khi mà các bạn có như vậy rồi nè, nó được như vậy đúng không? Tùy theo cách sắp xếp của mình ha. Các bạn thấy không? Nó rất là khác biệt khi mà các bạn làm xong, nó giống như là một miếng cẩm thạch mà nó nằm trong đó đúng không? Nó sẽ ra như vậy ha. Và đây là cái cách mà Christine apply những cái kim tuyến vào đây ha. Những cái kim tuyến này cũng có trong Just Nail ha. Những cái kim tuyến này mình không có cần là mix clear ha, mình để như vậy thôi cũng được ha. Đó,
mình cứ để một chút xíu clear nếu mà nó không có dính ha. Ok. Bây giờ xong rồi ha, mọi người chuẩn bị nha. Đó, Christine sẽ chỉ cách lấy mô bồ nha. Đây là những cái màu mà Christine sẽ kết hợp với nhau, nó sẽ đi rất là nhiều màu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Và Christine kết hợp tất cả tổng cộng là 12 màu nha. Đó. Đây là những cái màu sẽ nằm trong set 200 màu nha. Đây, các bạn thấy không? Đây là những cái màu mà Christine sẽ sử dụng hết nha. Đó. Tích cuối cùng là mình không quên là màu đen nha. Màu đen nha. Đó, vì nó không có chỗ nữa. Nên là Christine sẽ bể qua bên này. Đó. Bây giờ là mình sẽ đi cái cách. Khi mà mình để ý nha mọi người. Bây giờ Christine để, các bạn để ý nha. Christine sẽ làm rất là nhanh. Tại vì cái mô bồ á, đắp bột như vậy á, mình không thể nào đi chậm được. Nên là mình sẽ làm rất là nhanh ha. Ok. Mình sẽ làm rất là nhanh ha. Mình sẽ đi từ màu lợt tới màu đậm nha các bạn. Từ màu lợt tới màu đậm. Ok. Yes. Bây giờ mình sẽ, khi mà các bạn làm như vậy á, mình sẽ lấy liquid ướt một chút xíu ha. Vì nếu mà liquid khô quá thì các bạn sẽ không lấy được hết tất cả những cái màu của Chanel, đúng không? Đó, đây các bạn để ý ha, vì cái màn hình hơi nhỏ một chút xíu ha. Đó, đây là những cái màu mà bây giờ Christine sẽ bày sẵn như vậy. Và mình sẽ lấy liquid ướt một chút xíu ha, các bạn thấy nó ướt không? Rất là ướt ha, vì cái cỏ của Chanel rất là mềm và mịn, rất là dễ vuốt, nên khi mà nhúng liquid các bạn thấy không, nó rất là mịn ha, và nó không có nhiễu nước, nhưng mà ở trong rất là giữ nước. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ha. Đây, mình sẽ hơi nhăn tay một chút xíu ha. Mình sẽ kết hợp những cái màu, các bạn thấy không, Christine lấy rất là nhanh ha. Đó, mình lấy nhanh tay một chút xíu. Như vậy mình có thể là lấy hết tất cả những cái màu. Khi mà các bạn lấy xong như vậy, các bạn thấy không, những cái màu nó nằm ở trong này ha. Đó, bây giờ cái màu bồ này là Christine sẽ không có apply ha, tại vì nó hơi chậm. Đó, bây giờ là Christine để như vậy để show cho mọi người thấy nè. Các bạn thấy không? Đó, nó sẽ ra như vậy ha. Đây ha. Mọi người share giùm Christine nha. Đây ha, đây là cái mô bồ cách lấy của Christine vậy. Bây giờ Christine làm lại thêm một lần nha. Mình sẽ đi màu lợt trước và mình sẽ đi hơi nhanh tay. Cây cỏ của mình luôn luôn là cho nó ướt nha. Nhưng mà ướt không phải là nhiễu nước mà cũng không có được khô nha. Vì khô là sẽ không có lấy được hết tất cả những cái màu của mình nha. Vì bây giờ là Christine sử dụng tới tông màu 12 màu để làm ra cái mô bồ nha. Nên á, mình sẽ lấy những cái màu lợt trước, tức là những cái màu nhạt trước, giống như chẳng hạn sapphire, pink ombre, dark pink, yellow, light yellow với lại dark yellow, và sau đó từ từ mình sẽ tiến tới những cái màu đậm. Đó, như vậy thì mình sẽ tạo ra được cái mobile và từ đậm đến lợt nha. Vì nếu mà các bạn lấy màu đậm nhiều quá thì khi mà làm xong á, các bạn sẽ không thấy được những cái màu lợt nữa. Bây giờ mình sẽ nhanh nha. Và cái này là mình sẽ làm trên móng nha. Ok, mình sẽ đi nè. Đúng không? Các bạn thấy Christine lấy những cái tông màu lợt không? Mình lấy tùy theo, tùy thích ha. Và mình không có nhất thiết là sẽ lấy màu nào nhiều, màu nào ít gì đó. Không cần. Đó. Bây giờ thì mình sẽ apply lên cái móng nè. Các bạn thấy không? Đó, mình sẽ apply lên cái móng nha. Các bạn thấy không? Đó, mình sẽ từ từ nè. Đó, mình sẽ cho nó lên đây ha. Vì cái clip này nó rất là ngắn. Đó, nên là mình sẽ không cần nhiều ha. Mình nhẹ nhàng thôi. Đó, đây là nó ra cái mobile mà mình vừa ý rồi ha. Đây, các bạn thấy không? Đó. Hello, hi, chào mọi người nha. Hello, mọi người help Christine share một cái nha. Khi mà các bạn làm xong á, mình cảm thấy chỗ nào mà cái màu nó chưa có được á, thì mình có thể thêm nha. Vì những cái này á, mobile này á, Christine làm rất là mỏng ha, nó không có dày, nên là mình có thể thêm bất kỳ cái gì lên đây. Đó, và Christine đi lại thêm một chút xíu ha.
thấy ha. Đây mình tiếp tục cho cái mobile vào đây. Vì tại sao? Vì Christine Chu cảm thấy vừa ý thì mình cứ thêm thôi. Đúng không? Đây mình thêm vào đây. Các bạn thấy không? Bây giờ mình cảm thấy mình vừa ý đúng không? Thì mình stop ha. Và có một cái nữa là Christine muốn chia sẻ với mọi người nè. Chia sẻ với mọi người thiệt tình nha. Thiệt tình luôn á. Đây ha. Khi mà mình làm á, nếu mà mobile, nếu mà các bạn để như vậy á, thì hai bên đây nó sẽ rất là clear ha. Nên là thay vì á, chính giữa là mình sẽ không có để màu lên nó nữa. Nhưng mà hai bên hông này mình hơi phớt nhẹ những cái màu chủ đạo của mình lên nha. Mình có thể là làm màu yellow, hay là màu pink, hay là màu purple, hay là một chút xíu màu đen. Đó, mình đi chung với nhau nè, các bạn thấy không? Mình có thể là phớt nhẹ qua nè. Mình đừng có cho nó alone quá. Khi mà alone á, khi mà các bạn làm á, thì nó hơi clear. Đó, nên mà khi mà làm xong á, nó hơi bị, nó giống như là hơi bị thiếu thiếu. Ở đây nó thiếu thiếu vậy đó, tại vì nó clear quá. Đó, mình sẽ cho một chút xíu màu hơi đậm vào đây ha. Nó không có nhiều lắm, nhưng mà mình sẽ cho ít ít thôi, các bạn thấy không? Đó, mình sẽ cho vào hai bên hông ha. Khi mà mình làm xong rồi đó, như vậy mình sẽ cho một ít bột clear. Đây, đây là cái clear ha. Mình sẽ cho vào cái chính giữa, cái clear đầu trước, để mà làm cho tất cả đó, nó sẽ bằng với nhau đó, nó đều với nhau chút đã ha. Sau đó mình mới tính tới cái mặt móng nha. Vì nếu mà khi mà các bạn á, kéo một lần thôi á, thì cái chỗ này á, khi mà các bạn vuốt á, thì nó sẽ bị lõm xuống ha. Nên là mình sẽ cho ở đây trước nè. Đó, mình sẽ cho đầy ở đây trước. Vì hồi nãy là Christine không có để màu lên cái mobile ở đây ha, cái cleader nha. Đó, các bạn thấy rõ chưa và hiểu cái cách làm của Christine chưa? Rất là dễ đúng không? Nhưng mà quan trọng là các bạn phải có đủ màu nha. Nên là hả, cái sự lựa chọn tốt nhất của các bạn là bây giờ là mình mua set 200 màu đi. À, và các bạn tha hồ design. À, mình sẽ design được tất cả rất là nhiều ha. Mình sẽ design được rất là nhiều cái mobile. Nhưng mà nếu mà mình đủ tông màu á, thì mình làm những cái mobile này á, thì nó sẽ theo ý mình muốn ha. Nên á, khi mình làm những cái này á, kỹ thuật là một phần, nhưng mà mình phải đủ đồ làm nha. Mình đủ đồ làm á, thì á, những cái design của mình nó mới ra theo ý muốn của mình á. Cái đó là Christine chia sẻ thực tình ha. Đó. Nên là các bạn an tâm với những cái bột màu của Just Nail ha. Không có bị mobile và các bạn đắp rất là dẻo nha. Trương Thoại Đăng Khoa được nha. Những cái màu này mình vừa đắp vừa dip và ombre luôn nha. Và lát nữa là Christine sẽ chia sẻ với mọi người mà cái ombre 3D luôn nha. Merito, set này là gồm có 200 màu nha các bạn. Giá của nó là 3.600, hôm nay là hôm qua là sale còn 2.000 nha. Và cái số lượng thì nó có hạn thôi, nên các bạn nào á, nhanh tay thì còn nha. Còn không thì các bạn phải đợi thêm 3 tuần 1 tháng nữa thì mình mới có lại nha. Rồi, đây các bạn thấy không? Bây giờ là những cái tông màu của mình nó lên hết rồi nè. Dễ thương quá ha. À, các bạn thấy không? Lát nữa khi mà mình sơn clear lên á, thì nó ra rất là đẹp. Những cái màu này rất là đẹp ha. Đây ha, nó sẽ ra như vậy, các bạn thấy không? Nó rất là lung linh, óng ánh luôn đó. Khi mà mình có cỏ đó, bất kỳ cỏ nào cũng vậy nha các bạn á, đừng có rửa acetone ha. Và mỗi lần làm xong á, mình nên clean cho nó thật sạch. Khi mà các bạn clean thật sạch á, mình sẽ giữ xếp nha, giữ xếp như vậy nè, mình sẽ vuốt nè, thấy chưa, các bạn thấy giữ xếp chưa, là nó sẽ không bao giờ bị hở nha. Đó, nếu mà các bạn mà không có giữ á, cây cỏ của mình nó sẽ không last long, và khi mà các bạn xài á, thì nó hay bị hở nha. Nên tại sao là mỗi lần làm xong á, mình phải giữ xếp, vì cái giữ xếp này rất là quan trọng ha. Đó, các bạn giữ như vậy nè, thấy không, đó thì cây cỏ của mình á, rất là
rất là last long đó. Khi mà các bạn, tại vì cây cỏ tốt các bạn cũng phải giữ tốt nữa thì nó mới last long được, đúng không? Đó, và cỏ của chestnut rất là tốt nha, nên là Christine hy vọng là mọi người giữ tốt nha. Hi Steven, Tôn em, hai anh Đức Cao đó. Và mình sẽ đẩy những cái màu này lại nha. Hello chị Thi Đi Đào. Khỏe, Christine khỏe nha. Vì hôm nay khách đông quá nên là làm nó hơi bị trễ một chút xíu đó. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng ha. Trời ơi, bây giờ nó không biết màu gì nữa. Nó không biết màu gì nữa. 17, yeah, this one. Đó, bột nhúng được luôn nha các bạn, vừa dip vừa đắp nha, vừa ombre và 3D luôn. Nên là lát nữa là chị Christine sẽ chia sẻ với các bạn là cái 3D nha. Đó. Đây mọi người, help Christine chia sẻ cái line này nha. Đó, đây là những cái tông màu Christine phối, các bạn thấy nó thế nào ha. Đó, Christine sử dụng hoàn toàn những cái màu của chestnut nha. Thank you. Trời ơi, Christine không có nhớ cái màu nữa. Đó, nhưng mà khách hàng nó nhớ giùm ha. À, có nha. Hello Nguyễn Cam. Hello Cường Trần. À, có nha. À, số điện thoại công ty nha. Các bạn gọi khi mua supply có thể gọi vào số điện thoại công ty nha. 714 nha. 379-0858 nha. Ở đây là số điện thoại của công ty. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho Christine hoặc là gọi vào công ty ha. Công ty luôn luôn có người túc trực từ 9:30 và tới 6:00 chiều nha. Và sẽ hấp hết các bạn, giải đáp những cái thắc mắc của các bạn nha. B18. Đó, Christine đang đẩy những cái những cái màu này lại. Hoặc có thể là nhắn tin cho các bạn giống như Tracy nè, Tammy nè, Jimmy, Smile, Ryan nha. Các bạn sẽ hát các bạn là hả? Hai Thanh Phụ Lâm. Sao dở? Sao giận Christine dở? Tại sao giận quá vậy? Đừng có giận Christine nữa, trời tội nghiệp lắm. Làm live trễ rồi, đừng có giận nữa. Giận quá, bữa sau họ là không có dám làm trễ nữa đâu. Christine lộn số rồi. Và các bạn có thắc mắc gì á thì cứ nhắn tin cho mọi người trong chat mail ha. Mọi người sẽ giúp các bạn giải thích về những cái thắc mắc. Đừng có giận chất xe nha, giận quá buồn lắm á. Giận quá là mọi người không có tinh thần làm like luôn và không có tinh thần chia sẻ luôn á. Có free ship nha, Marina. Chestnut khi các bạn mua trên 100 là được free ship rồi nha. Đó, mình sẽ dụ một chút xíu ở dưới móng nha. Mình dụ bớt những cái phần bột hồi nãy khi mà mình làm đó, vì mình giữ xếp thì nó sẽ dính ha. Nó sẽ dính những cái màu bột ở dưới. Và bây giờ á, đúng rồi, càng giận Christine càng dẻo á. Ok. Ok, bây giờ là mình sẽ dụ những cái phần bột dư ha. Đây là cái B2 ha. Và không có nóng tay, mình có thể là đưa vô đây nè, các bạn thấy không? Mình dụ vậy là khách cũng không có sao hết á, thấy không? Nó rất là tiện ha, và khách nó rất là thích ha. Vì nó không có bị nóng tay á, nên cái người khách mình làm là nó không có lo. Đó, mình sẽ dụ những cái phần bột dư ra nha. Đây, sắp xong rồi nha. Bán đầu dụ luôn. Thấy không, mình dụ ra rất là nhanh ha. Cái bột này, cái cây dụ này á, mình có thể phá chao, phá bột luôn ha.
Đó, nó hết mình phá những cái keo rất là nhanh và khách không có bị nóng tay ha. Vì mình không có làm khách đau quá nên là khách đợi mình bao lâu nó cũng vui nữa. Đúng không? Mình làm đau nó sợ thôi, nó chạnh thôi. Còn nếu mà mình làm không có đau nó không có chạnh đâu. Đó, mình nhẹ nhàng với nó thôi. Thấy không? Mình phá rất là nhanh nha. Đúng rồi, đầu cái đầu đũa này phá keo rất là tốt ha. Đó, vừa nhanh vừa tốt nữa. Ok. Và những cái đầu đũa của Chanel á, khi mà các bạn mua yên tâm nha, vì nó đã có thương hiệu rồi. Và mỗi cái cây đũa của Chanel là Chanel có in cái có khắc cái logo của Chanel này, thấy các bạn thấy không, Chanel đàng hoàng nha. Đó, nhiều khi các bạn nhìn những cái cây giống nhau thôi nhưng mà thực sự cái công dụng á và cái chất lượng của nó khác nhau nha. Đó, nên là tụi mình rất là tự tin ha. Chanel rất là tự tin với những cái sản phẩm mà mình xài. Đó, mình làm và chia sẻ với mọi người ha, chứ không phải là mình lấy cái khác làm và bán cái khác đâu nha. Làm như thế nào thì bán như thế đó. Và những cái sản phẩm này là mình vẫn làm cho khách mỗi ngày đấy, và khách review rất là tốt. Khi mà mình có những cái móng thiếp á, mình dụ trước ha. Và tới khi mà mình đắp bột á, mình cố gắng là giữ xếp, nên là tới cái phần mà mình làm xong á, mình không có cần dụ nhiều lắm. Thank you anh Đức Cao nha, hai Cường Trần. Dạ anh, mời bố bà nha. Khi nào mọi người qua Cali mời bố bà nha. Ok, Cali đâu biết hết. Mọi người hãy Christine chia sẻ cái like này nha, vì bây giờ là biết là nó hơi trễ rồi, nhưng mà hy vọng khi mà mình share ra và những anh chị nào á ngày mai ngủ dậy mình có thể coi nè, đó, bạn bè của mình đúng không, đó, mình chia sẻ vào cái trang nhà của mình đó, và bạn bè của mình á cũng làm nail và có thể là help được các bạn. Hơi bị thiếu bột ha. Cho thêm một chút xíu bột vào đây. Hai chị Linh, hai Marina To, bạn có thể là nhắn tin cho Christine nha, nhắn tin cho Christine hoặc gọi vào số điện thoại công ty cũng được, hoặc vào website cũng được nha. Hai chị Linh Ly, trong set này là 48 màu với 50 màu, 200 màu này không có nha. Cái 200 màu này hoàn toàn mới nha. Hoàn toàn mới nên nó sẽ không trùng với tất cả những cái set trước của Chanel nha. Đây là những cái set màu mới nhất, hoàn toàn mới nhất nha. Nên là khi mà các bạn mà order đừng có lo lắng nha, vì nó sẽ không có trùng với tất cả các set của Chanel. Nó sẽ là những cái màu hoàn toàn mới nha. Chưa về nữa My Love ơi. Trời ơi, hai Giang Đường, hai em. Marina To có thể là nhắn tin inbox cho Tracy Kim nha. Tracy Kim và thêm Mì, Ryan, Amy Nguyễn, Jimmy. Tất cả các bạn làm những cái việc là chia sẻ cái sản phẩm tốt cho tất cả các bạn nha. Và nếu mà anh chị nào mà chưa có sử dụng qua cái chai thấp hút của Chanel á, đó, sẵn đây là tôi xin chia sẻ, nó rất là bóng ha, nó bóng láng luôn, quá shiny. Có nha. Khi mình công ty Chanel sắp tới là sẽ có những cái poster nha. Khi mà các anh chị order mà chưa có thì khi mà có công ty Chanel sẽ gửi cho các anh chị nha, để mà dán trong tiệm của mình về những cái sản phẩm của Chanel ha.
Và hiện tại thì chưa có, đang trong quá trình làm thôi và thực hiện thôi. Đó, nên các bạn cứ mua màu trước đi, anh chị cứ mua màu trước đi ha. Và khi nào có là Chanel sẽ tự động, tất cả anh chị mà mua màu của Chanel rồi sẽ tự động gửi cho anh chị ha. Set màu gồm 200 màu nha, đang sale là 2000 nha. Đang sale là 2000 đồng thôi. Nên á, thì khi mà mình order cái set này á, anh chị vào website á, mình đánh những cái order đó vô là mình được up thêm là 10% nữa. Rất là lợi nha, 20% nữa đó. Khi mà mình vô website đi ha, mình vô website là mình sẽ có thêm 10% nha. Bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi ha. Và hy vọng là Christine sẽ làm trong vòng 1 tiếng nữa là sẽ xong. Đúng rồi, một hũ 2 ao nha, một hũ 2 ao nha. Có màu thường sơn ở chân không? Chưa nha Marie Nato. Vì Chanel sẽ ra màu trước, màu bột trước và sẽ dựa trên những cái màu bột này và sẽ ra những cái màu chân và màu nước sơn nha. Thường thì người ta sẽ ra nước sơn trước và ra những cái bột màu sau, nhưng mà Chanel sẽ ra bột màu trước và ra cái nước sơn sau nha. Đó, nên là các bạn cố gắng chờ đợi nha. Vì Chanel mình sẽ không có đi vội vàng quá và sẽ đi từ từ ha. Như vậy thì cái chất lượng sẽ được bảo đảm hơn nè. Khi mà mình dụ xếp xong mình sẽ quay lại ha, coi nó có ngay chưa nha. Thấy không, các bạn thấy không, nếu mà ngay rồi á thì mình bắt đầu dụ xếp, dụ chạy máy nha. Yeah, hôm nay Christine làm khách trễ một chút xíu ha. Cái người khách này cũng đợi rất là lâu rồi. Hôm nay đợi rất là lâu, hôm nay busy ha. Nên là mình làm hơi trễ một chút xíu. Các bạn thấy không, cái cây dũa này mình cũng có thể là dũa mặt móng ha. Mình dũa cho nó mỏng xuống nè. Đó, mình dũa cho nó bằng ha. Marinato, mình những cái bột màu này mình nên sử dụng liquid chảy nha. Và cái liquid chảy được gọi là EMA ha. Thì nó lâu khô hơn là nên mình sẽ kéo được cái bột ha. Còn nếu mà liquid MMA nó khô nhanh quá, mình đi cái bột màu không có được ha. Và công ty Chanel cũng có bán cái liquid EMA ha. Cái liquid này là được step bond nó ập thu á, nên mà mình xài không có sao ha. Và cái mùi hôi của nó rất là nhẹ. Hi Tammy. Bộ này tôi xin lấy hơi cao nha. Đó, bộ này ha thì nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà tùy theo cái Tammy. Thank you Tammy Lê. Rất là dễ thương ha. Bây giờ mình sẽ dụ nhẹ ha. Thiếu đi cô, khi mà các bạn á, mình đắp mịn ở đó mình không có cần dụ nhiều ha. Chỉ có ngón này là mình đi cái bột clear đó, nó hơi dày chút xíu mình sẽ mài xuống ha. Và những cái ngón này đều vậy, mình không có cần ha. Nên là khi mình đắp bột á, mình cố gắng là vuốt sao cho mặt móng nó mịn ha. Vì như vậy á, mình sẽ tốn được cái thời, cái tiết kiệm được cái thời gian mình dụ mặt móng ha. Đúng rồi Nghị Lê ha, cái đầu dũa hồi nãy là Christine dùng cho phá treo rất là good ha, rất là good luôn. Đó, và Christine cũng đầu tư cho cái tiệm của mình là ai cũng xài những cái đó ha. Nên là khi mà mình xài những cái sản phẩm này á, là cái tiệm, các người khách review á, nó rất là nhiều, hầu như là đa số. Đa số 100% luôn, khách là khen trời ơi nó không có bị nóng nha.
nên cái người khách ta nó thích quay lại rất là nhiều ha. Hai Danny Nguyễn, hai Trần Thùy, đây ha, mình chỉ cần vỗ cái đít cò thôi. Chị Hương đợi em nha chị Hương. Hai đây người Nguyễn, hai chào mọi người. Và những cái kim tuyến mà hồi nãy Phục Sinh sử dụng làm cái ngón mobile này á, thì là còn có trên website Just Nail ha. Sắp tới thì Just Nail sẽ có nhiều đồ chơi mới lắm. Thì chừng hiện tại là công ty Just Nail chưa có ship về Việt Nam nha các bạn. Nhưng mà trong tương lai thì nếu mà các bạn mà hiện tại bây giờ có người nhà đó, thì mình có thể là nhờ người nhà mua sau đó là ship cho các bạn ha. Có nha Nghị Lê ơi, Just Nail có bán đầy đủ những cái đầu dũa ha. Khi mà đầy đủ bột đầu dũa của bộ đầu dũa của Just Nail còn có 7 cây ha. Các bạn mua mua 7 cây này á là xài được rất là lâu ha, và xài hầu như là được mấy năm luôn á. Mình không có cần mua thêm vì á trong cái 7 cây này á là có đầy đủ tác dụng ha. Mình có thể vừa làm dip vừa làm đắp luôn ha, và dùng manicure gel cũng được. Vì những cái đầu dũa này nó không có bị nóng tay á, nên là hả cái người khách đó mình có thể mình tháo treo nó cũng thích nữa. Hai Eric Lam chưa về nữa em ơi, trễ lắm rồi. Chưa về nữa, 9 giờ rưỡi rồi, có thể là khi mà design xong khoảng dọn dẹp xong khoảng 10 giờ rưỡi á. Hai thank you Steven nha. Mọi người thấy rõ không? Hình như nó hơi bị mờ ha. Trước khi cho người khách rửa tay, mình sẽ sửa lại cái xếp một chút xíu ha, chỉnh lại xếp. Vì tại sao có nhiều anh chị hỏi tại sao cái tấm hình của Christine nó đều như vậy. Vì trong cái quá trình làm thì Christine rất là thắt khe cái xếp ha. Nên tại sao khi mà Christine ra những tấm hình á, nó đâu vào đó. Vì khi mà mình á, post những tấm hình lên á, mình không có sửa được cái gì hết á, ngoại trừ cái da tay thôi. Và những cái shape này là nó rất là khó sửa nha. Nó hầu như là không sửa được luôn. Những cái bộ móng nhọn này là mình không có sửa xếp được ha. Nên là hả các bạn, mình không có dùng những cái app nhiều. Mình chỉ có dùng những cái một app để mà chỉnh da và một app dùng để đặt làm tên thôi. Bây giờ là mình sẽ qua cái phần design ha. Sẽ lấy tờ giấy khác đi. Mình sẽ chùi sơ thôi cho nó sạch cái bụi ha. Bây giờ là Christine sẽ chia sẻ các bạn là cái gel gắn đá nha. Đây là cái ngón mà Christine sử dụng cái gel gắn đá nha. Dạ, yeah, thank you anh Thiên Nguyễn nha. Thank you. Màu rất là dễ thương ha. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái gel gắn đá nha. Đây là mình sẽ gắn đá nha.
Đúng rồi, nghỉ lê ha. Dạ, đúng rồi, cây đó nha. Là cách clean critical, không có nóng tay nha. Bây giờ mình sẽ làm 3D trước đi. Đó, mình làm 3D xong mình sẽ đi khám phá cho nó nha. Mình sẽ nha chia sẻ cái 3D nha. Mình sẽ cái này là không có cho ngắn được. No, it's okay. So I will you the color, do the 3D for you too. Đó, bây giờ là mình sẽ làm 3D ha, mình sẽ lấy những cái màu nó ra ha. Và mình làm cái màu 3D. Đó, thì xin chia sẻ cái màu của chất xe mình cũng có thể làm 3D ha. Thì lát nữa là cô xin sẽ làm cái bông màu tím. Màu tím với màu vàng nha. Và lát nữa là mình sẽ sơn bóng nó nha. Đó, mọi người khỏe không? Tối rồi ha. Đó, anh chị nhiều tiểu bang á, ngủ rồi. Dạ em sáng. Ok, và mình sẽ sử dụng lại những cái màu nha. Bây giờ là Christine sẽ chia sẻ cái màu mà mình làm 3D luôn nè. Đây ha, mình sẽ cần cái màu và blender luôn. Đây là mình sẽ sử dụng 4 màu và mình cần thêm một cái màu màu tím nữa. Đây là cái màu tím nha. Hai gà con, ok. Và mình sẽ sử dụng một cái sắp white, up white ha. Đây là cái màu trắng. Đây, Christine sẽ lấy cái màu cho mọi người thấy nha. Đó, chia sẻ cái cách mà Christine làm cái 3D luôn. Đây là những cái màu mà Christine sẽ làm nha. Đó, trước khi làm là Christine luôn luôn là test cái màu trước. Đó, mình sẽ test cái màu trước nha. Vì nhiều khi có những cái màu mình lên nó không có hợp lắm, đúng không? Nên là mình sẽ test cái màu trước nha. Đó, cứ xin test cái màu trước. Try it. Đi đi. Mọi người hết Christine chia sẻ cái like này nha. Thank you nhiều lắm. Bây giờ là mình sẽ đi cái 3D ha. Khi mà mình đi cái 3D các bạn cũng cần dùng cái xịt chạy nha. Vì mình sẽ kết hợp cái bông nhiều màu ha. Nên là mình cần cái màu nó hơi chạy một chút xíu để mà mình có thể lấy được những cái màu. Đó. Cái phần lấy màu thì rất là quan trọng ha. Đây mình sẽ đi ha. Đó, đi được là nhanh nha. Vì mình đòi hỏi là cái bột khi mà mình đặt lên cái cây khách á thì nó vẫn còn work nha. Nếu mà nó không còn work nữa là khi mà mình đặt lên cái tay của khách á là nó không có dính nữa. Đó, nên là đòi hỏi là mình phải nhanh tay thật nhanh tay, không? Mình nhanh tay thật nhanh tay để lấy cho cái màu bột khi mà mình đặt xuống á nó vẫn còn dính nha. Nên tại sao là cái màu bột á nhiều khi là nó dính hay là không dính, cái đó là do các bạn lấy bột và cũng do là một phần nữa là mình làm cái mình lấy cái liquid nha và sử dụng cái liquid nữa.
Đây mình sẽ đi nhẹ nhàng ha, và làm cho cánh bông của mình thật là nằm xuống, vì Christine không có muốn là cái bông của mình nó nổi lên quá. Thì như vậy á, cái bông của mình nó rất là dễ xúc ha. Khi mà các bạn làm 3D mà thấy cái bông mà nó không có bị bể á, là cái bột á làm 3D rất là good ha. Đây đó, thấy không, Christine chia sẻ đó không đó, vừa đắp á đó, vừa dip 3D và ombre luôn nha. Đây màu rất là đẹp, màu rất là ra, rất là đều màu nha, màu không có bị mobile nha các bạn. Mọi người hết Christine chia sẻ cái like này nha, để cho những bạn bè, gia đình, người thân của mình có thể xem được những cái like và tìm kiếm những cái sản phẩm good cho cái tiệm của mình ha, làm cho khách của mình nó hài lòng hơn nè. Đó, thank you Tiara, thank you mọi người nha. À, đúng rồi, Christine rảnh quá. Rảnh quá ha. Đang lên bán hàng đó, chia sẻ với mọi người cái kỹ thuật làm và bán hàng thì mình phải chia sẻ cái cách xài đúng không? Đó. Chứ không phải là mình bán thôi. Đó, mình cũng phải chia sẻ cái cách sử dụng cái sản phẩm nữa đúng không? Các bạn thấy không, cái màu nó không có bị bể ha. Nó không có bị bể là tốt rồi đó. Đó. Đây ha. Đó, mình sẽ nắn nót và tỉ mỉ. Đây mình sẽ làm cái bông của mình và cố gắng làm sao các bạn không có cho nó bị mất shape nha. Luôn luôn là giữ cho cái bông của mình cho nó gọn vào trong cái móng nha. Và mình sẽ tiếp tục nè. Mình sẽ tiếp tục đi cánh thứ ba ha. Đó, thank you Marina. Đây là khi mà mình bán hàng á, tôi xin chia sẻ tận nơi luôn, các bạn thấy được cái sản phẩm của Just Nail luôn đúng không? Đó, để các bạn mua mà còn yên tâm nữa, chứ Christine cũng không có muốn bán hàng mà không có chất lượng ra cho mọi người. Đó, mình làm phải có tâm đúng không, kiếm tiền là một chuyện nhưng mà lương tâm của mình nó còn nhiều hơn nữa đó. Đó, mình sẽ giữ ha, khi mà mình sau đó mình sẽ xoay lại nè. Đó, rất là dễ thương ha. Sau đó mình sẽ cho thêm cái lớp thứ hai nữa nha. Khi mà đi cái lớp thứ hai này là Christine sẽ không có cho những sẽ bớt một màu nha. Đó, mình sẽ nằm chính giữa nè. Các bạn thấy bột màu rất là dẻo đúng không? Nó dẻo, đắp 3D nó dẹp như vậy á, là đến khi mà các bạn đắp á, nó còn sướng nữa, nó còn dẻo hơn nữa đó. Đó, đắp bông thôi nó đã dẻo như vậy rồi đó, mà màu nó không có bị mobile nha. Còn cái màu hiện tại á, Christine đi bông nó bị mobile, thì lấy nhiều màu quá nó mới ra những cái màu mà mình muốn nè. Đó, nên là mình có thể sử dụng á, những cái bột mà mình làm đắp dip và 3D luôn ha, mình không có cần tốn thêm á, mình mua những cái set kia nữa. Thank you Thi Trừng, thank you mọi người nha. Mọi người hết Christine share một cái thôi là đã thấy vui lắm rồi đó. Vì như vậy mình sẽ chia sẻ gần hơn đó, với những anh chị mà mới bắt đầu làm nail nè. Đó, mình sẽ từ từ thôi, sau đó mình sẽ cho cây cọ khô chút xíu ha. Mình sẽ từ từ ấn nhẹ xuống nè, các bạn thấy không? Mình sẽ từ từ ấn nhẹ xuống ha. Và cố gắng làm sao cho cánh bông của mình nó hơi nằm nha. Vì như vậy là cái nhìn nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó không bị gồ ghề ha.
nó không có bị gồ ghề ha, và nó không có bị bướng tóc người khách, và nó được last long hơn nữa. Thế là xong ha. Và mình sẽ cho cái phần nhụy của mình nha. Mọi người hết just now Christine chia sẻ nha. Thank you. Đúng, thank you, hậu động nha. Bột rất là đã nha. Vì Christine có rất là nhiều review, rất là nhiều tin nhắn của khách hàng á, ở khen sản phẩm lắm, nhưng mà Christine không có post lên ha. Đó, vì Christine chưa có được sự đồng ý của khách hàng nữa. Đó, vì cũng không có tham. Nhưng mà nếu anh chị nào đồng ý á, thì Christine sẽ chia sẻ những cái review đó và để cho các bạn chưa có mua sản phẩm của Just Nail có thể yên tâm hơn ha. Vì đó là những khách hàng đã sử dụng qua cái sản phẩm của Just Nail nè. Đó. Khi mà các bạn có những cái thắc mắc gì hay là vấn đề về cái sản phẩm, các bạn có thể nhắn về công ty ha. Đừng có ngại. Vì Just Nail luôn luôn lắng nghe ý kiến của các bạn ha. Nên là Just Nail và mọi người rất là vui khi các bạn có những cái ý kiến đóng góp cho Just Nail, để Just Nail ngày một làm tốt hơn. Đó. Khi mà ấn xuống như vậy rồi đó, sau đó mình sẽ cho nó hơi nằm xuống ha. Đó. Sau đó mình sẽ dùng cái mũi nhọn của cây cọ này mình xoay. Đó, mình xoay ha. Đó. Dễ thương quá. Sau đó mình sẽ dùng cây cọ ha. Mình ấn cái phần đầu nè cho nó sát vào ha. Các bạn thấy không, nó ra rất là dễ thương ha. Cái bông của mình rất là dễ thương ha. Dễ thương quá. Khi mà các bạn xong cái này rồi đó, thì mình sẽ cho thêm hai cái lá vào đây ha. Khi mà hai cái lá thì mình sẽ sử dụng cái tông màu vàng thôi. Đây là cái tông màu vàng thôi ha. Mình sẽ sử dụng cái tông màu vàng thôi, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái màu giống như cái bông cũng được, nhưng mà Christine sẽ sử dụng cái tông màu vàng thôi. Đó, Christine đang thử ha, nó hơi sáng quá. Đó, mình sẽ lấy đi. Mình sẽ sử dụng cái tông màu giống cái bông nha, để làm hai cái lá ở trên hai cái, dưới hai cái. Thank you mọi người nha. Mọi người hết Christine chia sẻ là vui rồi. Vì hy vọng trong cái live này ít nhiều thì cũng hết được những anh chị mới vào nghề, và những cái những anh chị cần chia sẻ về những cái live này ha. Mình sẽ từ từ nắng nót nha. Các bạn thấy không, khi mà mình lên lá lên á thì rất là dễ thương ha. Đó, và mình tiếp tục đi cái lá thứ hai. Khi mà các bạn làm 3D á, muốn cho nó đẹp á, không có nhanh được, mình phải có tham nha. Đó, thường làm những cái design này á, mình đòi hỏi là phải có tham. Đó, nếu mà mình vội vàng quá thì cái bông của mình nó không có được nắng nót á. Nên là thường á, mình nói tới nail hay là bất cứ gì á, mình phải take time thì mới ra cái ý mình muốn được. Đó, trời ơi dễ thương quá à. Thank you mọi người nha. Mọi người ơi, bông rất là dễ thương ha.
rồi, và mình cho hai cánh bông ở đây nữa nha, hai cái lá thôi, trên một cái và dưới hai, trên hai cái lá và ở đây cũng hai cái cánh lá nha. Thank you xin được chân, thank you mọi người nha, thank you mọi người hết cũng xin chia sẻ cái like này nha. Đó, vì like hơi trễ rồi nên mọi người thương một chút xíu ha, chia sẻ mạnh tay vào để có thêm động lực ha. Hôm nay cũng hơi đuối, làm cũng hơi nhiều, nhưng mà vì người khách cuối cùng nó là một cái custom ha. Đó, nên là Christine là cố gắng chia sẻ với các bạn về những cái sản phẩm của Chanel nè, để các bạn yên tâm mà sử dụng nha. Những cái màu của Chanel hoàn toàn là không có bị mobile nha. Hi Rosie, thank you. Dễ thương quá đi à. À, các bạn thấy cái bột nó rất là dẻo không? Dẻo quá ha. Đó, Christine nặng đâu thì nó nằm đó nè. Đó, nên thì các bạn có màu của Chanel đó thì sử dụng thử cái liquid của Chanel nha. Christine đang dùng cái liquid của Chanel nè, rất là dẻo và có cái mùi của nó rất là nhẹ ha, nó không có nặng giống như trên thị trường nè ha. Đó, mình có thể dùng 3D làm ombre rất là nhiều. Đó, nên khi mà các bạn dùng cái bột màu của Chanel rồi đó thì sử dụng thì thử sử dụng cái liquid của Chanel nha. Đó. Vì mỗi lần mà test màu á, đó là Christine Chanel là sử dụng liquid của Chanel ha. Nên là hả, nó hoàn toàn good và nó rất là tốt. Nên là các bạn để cho yên tâm hơn thì mình order chung với cái liquid của Chanel ha. Như vậy á, thì sẽ bảo đảm được lượng cho các bạn nè. Đó, vì cũng nhiều khi các bạn order những cái màu á cũng thắc mắc tại sao liquid mà mình xài như vậy. Thì Chanel cũng tùy thuộc vào các bạn sử dụng cái liquid nào nữa nha. Hai chị Thiên à. Đó, nên khi mà các bạn order màu bột của Chanel thì order thử cái liquid của Chanel nữa nha, để mà nó đi chung set. Đó, nhiều khi như vậy á, thì nó sẽ hết một phần nào đó về cái bột của mình sử dụng nữa. Okay. Beautiful flower. Đó, bông dễ thương quá ha. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái đính đá ha. Đính đá thì mình sẽ sử dụng cái màu của treo đính đá của Chanel đây. Đây ha, đây là cái treo đính đá của Chanel nè. Đó, mình sẽ sử dụng một cây. Hold on, okay. My stuff for the design. Đó, và đây mình sẽ sử dụng những cái design ha. Let's see. Wow, so beautiful. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là hợp với nhau ha. Đó, mỗi ngón một kiểu nhưng mà nó đi chơi rất là đẹp, tại vì á có những màu rất hợp với nhau. Đó, nên khi mà ra thì nó rất là hài hòa. Cái design là một phần thôi nhưng mà nhiều khi cái màu sắc á của nó, nếu mà nó đi chung á thì nó sẽ hết một phần nào đó về cái design của mình ha. Các bạn thấy nó rất là dễ thương không? Dễ thương ha. Và bây giờ là mình sẽ đi chấm tay mình nha. Four in one nha. Đó. Và cái design này là Christine sử dụng treo của Chanel nha. Màu treo vẽ của Chanel đây. Các bạn thấy không? Màu treo vẽ nha. Đây là cái màu treo vẽ của Chanel đi, gồm có 6 màu nha. Gồm có 6 màu. Đây. Đó. Đây là cái màu mà Christine hồi nãy mới dùng ha. Đó. Là gồm có màu đen, purple ha. Đây nè, các bạn thấy không? Thấy không? Màu đen có purple nữa, thấy không? Đó, mình sẽ sử dụng, tận dụng hết những cái mà mình có nha. Thì á, Christine làm sao thì bán đó. Đó,
những cái mà nó tốt thì Christine sẽ giới thiệu nó là tốt. Tại vì á, Christine là một người làm nail đó, nên là Christine sẽ hy vọng chắc chắn thì mình sẽ kiếm những cái sản phẩm nó tốt, đúng không? Đó, mình mới làm được cho khách và khách rất là thích, như vậy thì mình mới vui, đúng không? Đó, khách mà buồn mình cũng buồn lắm, khách mà cầm lem mình cũng rầu nữa. Nên là khi mà mình làm á, Christine làm á, bằng những cái treo cái đính đá này á, khách hàng là không có complain nha. Đây ha, đây là cái ngón mà Christine làm đính đá. Bây giờ mình sẽ đính đá cho nó hơi giống thôi, chứ không có nhất thiết phải exactly nè. Đó. Đây, vì cái ngón mình có cái diamond lớn đúng không? Đây ha, đó, Christine cho cái diamond của mình vào đây. Đó, mình sẽ chét cái diamond keo lên đây nè, treo đính đá lên đây ha. Rồi khi mà mình thiết kế như thế nào nè, đó, mình nhắm là cái size, cái design của mình sẽ đi như thế nào thì mình sẽ chét cái treo đính đá của mình giống như vậy ha. Vì cái ngón này là Christine chưa có sơn top nha, nên là mình sẽ chét cái đính đá trước, sau đó mình sẽ cho một lớp mỏng cái top coat lên nè. Mọi người thấy không? Nhưng mà bây giờ mình check cái này trước nè ha. Mình định hình cho ok. Đó, cái design của mình sẽ xuống tới đây, và cái độ lớn của nó sẽ là đây, đúng không? Đó. Có nha Trâm Huỳnh ơi, có ship qua Canada nha. Hello Trần Ngọc, Hòa Minh. Đó, Trâm Huỳnh nhắn tin cho Christine ha, hoặc gọi vào công ty nha. Số điện thoại là 714-379-0858 nha. Công ty sẽ có người hết nha. Hai Ngô Ngọc, Ngô Nguyễn Nguyên, hello chị. Bây giờ là mình sẽ sơn một lớp mỏng top nè. Các bạn thấy Christine sơn không? Mỏng thôi nha. Và khi mà mình sơn qua cái treo đính đá, mình chỉ là tháp nhẹ nhàng thôi. Mình có mạnh quá thì mình sẽ kéo cái treo đính đá của mình đi. Đó, các bạn thấy không? Mình đi thật mỏng thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ đính đá nha. Đây, hồi nãy chỗ nào mà có treo đính đá thì nó rất là dính ha. À, mình đừng có sơn dày quá. Cái top á, mình đừng có sơn dày quá là nó sẽ không có bị chạy ha. Mình cho đây vào hai bên. Bây giờ là mình đến như vậy thôi, tới khi mà trước khi để vào máy á, mình nên chỉnh sơ qua ha. Đó, mình sẽ chỉnh sơ qua để cho cái diamond của mình á, nó ngay ngắn vào. Mình sẽ cho nó ngay ngắn ha. Theo cái ý của mình nè. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, nó hơi nhỏ ha. Những cái này đó nó hơi nhỏ ha. À, Canada thì Just Nail sẽ tính tiền ship nha. Đó, khi mà free ship là các bạn mua trên 100, nhưng mà đối với trong nước thôi nha. Khi mà các bạn ngoài nước Canada, bất cứ nước khác á, thì công ty Just Nail sẽ tính tiền ship ha. Đó, tùy theo cái số lượng order nha. Nên khi mà các bạn order mà Canada hay các nước khác á, nên là cho Just Nail biết cái địa chỉ trước ha, để mà Just Nail tính cái tiền ship cho các bạn ha, và cho cái order nữa, các bạn muốn cái gì. Thấy không? Sau đó mình sẽ cho thêm vào đây ha, mình sẽ cho dưới này và đi giống như cái bên kia như vậy, nhẹ nhàng thôi. You see? Đó, các bạn thấy không, nó đều ha, các bạn thấy nó rất là dễ không? Rất là last long, dính nha.
Bây giờ là mình sẽ cho vào máy ha. Trước khi vào máy mình sẽ chỉnh lại một chút xíu nữa. Ok, ánh sáng. Okay, for the nail, okay. This is double check before in the light. Ok, mình sẽ cho tạm thời cho vào máy chút. Ok, inside. Đây các bạn thấy không? À, rất là dễ thương ha. À, những cái hộp này á, lát nữa là Christine sẽ chấm bằng glue ha. Mình sẽ chấm bằng glue ha. Những cái ngón này là mình sẽ chấm bằng glue. Còn những cái mà có diamond vậy là Christine sẽ chia sẻ bằng cái gel đính đá nha. Next one. Ok, à, và bây giờ cái ngón này là mình sẽ sử dụng chai đính đá luôn nha. Quên nữa ha. Ngón này là Christine sẽ vẽ một chút xíu ha. Vẽ một cái line trước cho nó giống bên kia đi. Đây ha, đây là cái gel vẽ của Just Nail ha. Nó rất là tiện và nó không có bị chạy nha các bạn, thấy không? Rất là tiện ha. Mình chỉ cần mở sơ qua đây thôi. Hai hai em anh là hai mọi người. Ok. Đó, mình sẽ lấy một chút xíu thôi nha. Màu rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ vẽ theo cái mà mình muốn, mình sẽ vẽ đường thẳng ha. Nó hơi lớn, đông mùa cái. Đói bụng hơi rôn nha. Thank you em. À, màu rất là dễ thương ha. Và blender mình phối hợp với màu pink, purple. Đó, và mình phối hợp với màu vàng ha. Cái đường này thì mình sẽ vẽ hơi lớn một chút xíu ha. Để cho nó hơi bị hơi nét một chút xíu. Tay run quá đi à. Ôi trời, chịu không nổi. Run quá. Vậy lại nha. Tay run quá. Mình vẽ lại nha. Vì cái ngón này là Christine không có sơn top á. God. Thank you mọi người nha. À, đây là những cái design đơn giản thôi. À, mình đính một chút xíu đá và mình vẽ một cái line, mình đính thêm vài hộp nữa. À, nó sẽ tạo nên cái design của mình nó khác biệt ha. Đây ha, mình vẽ xong rồi ha. Ừ. Sau đó thì mình sẽ đính đá nha. Thì thường á, những cái design của Christine á, nó đòi hỏi time hơn. Nên là thường á, những cái line của Christine á, rất là lâu. À, một người khách mà Christine làm, nếu mà gọi là custom design á, phải từ 3 tiếng, 3 tiếng mới được. Với lại khách hàng của mình đòi hỏi độ khó nữa. À, người khách nó chịu đợi mình nữa. Trời ơi, khách nó tốn tham lắm á. Ok, inside. Hi Thảo Nguyên. Thank you. À, mọi người hết à, Christine chia sẻ cái like này là vui rồi. À, và Christine biết là nhiều anh chị ở những cái tiểu bang khác á, là bây giờ nó đã tối rồi ha. À, cũng cái thank you nhiều lắm. Khi mà anh chị cố gắng xem cái like của Christine. À, thì Christine hy vọng là qua những cái like này đó thì no, no more insight.
thì những cái sản phẩm của Just Nail sẽ giúp được mọi người kiếm tiền cho nó dễ nha và nhanh nữa. Trần Kim Chi, hello Trần Kim Chi, hiện tại Just Nail chưa có ship về Việt Nam nha, nhưng mà trong tương lai thì hiện tại là Just Nail là ship có ship ra nước ngoài, ship qua UK, Canada, Đức, ship qua Pháp nữa, Thụy Điển nữa ha. Nhưng mà các bạn gọi về công ty ha, hoặc nhắn vào cho mọi người nha. Vì hiện tại là Just Nail trên website là chưa có order được trong nước ngoài nha. Nhưng mà trong cái gọi về công ty thì các bạn có thể là order được những cái sản phẩm nha. Dạ, cảm ơn mọi người nha. Đó, đã tin tưởng sản phẩm Just Nail và luôn luôn ủng hộ Just Nail ha. Thì hy vọng Just Nail sẽ mang đến những cái sản phẩm thật tốt cho các bạn ha. Thì vì Christine cũng là một người làm nail nên là Christine hiểu được khi mà mình mua một cái sản phẩm về mà mình tốn tiền mà không có sử dụng được á, thì nó rất là tiếc và rất là hoang phí ha, và nó cũng chiếm chỗ trong cái tiệm của mình nữa. Nên là Christine cũng như các bạn vậy, mình có sao mình nói vậy và có sao làm vậy ha. À, những cái sản phẩm của Just Nail hiện tại thấy không, các bạn thấy không, ở Christine đang sử dụng hoàn toàn là những cái sản phẩm của Just Nail ha. À, nên là các bạn yên tâm. À, từ cái bột màu thấp hốt ha và cái gel vẽ nữa, nên là các bạn yên tâm nha, mua về là mình có thể sử dụng luôn. Và các bạn có thắc mắc gì về những cái sản phẩm của Just Nail có thể là nhắn tin hoặc gọi điện vào công ty Just Nail ha. À, sẽ có người giải đáp những cái thắc mắc chia sẻ cho các bạn, và các bạn cũng có thể là nhắn tin cho những cái thằng những cái bạn ta làm trong công ty của Just Nail ha. Mọi người thấy rõ không? Thấy rõ ha. Đây mình sẽ sắp xếp hơi khác một chút xíu đó, nhưng mà mình không có nhất thiết là phải cho nó giống hết nha. Mình sẽ đi từ từ thôi. Rất là dễ thương ha. Và những cái design mà Christine đang làm á, những cái stick này á, thì là sắp tới là Just Nail sẽ có nha. Đó, mình có những cái này thì mình sẽ kiếm thêm và làm cho cái người khách của mình á, nó có những cái sự lựa chọn phong phú hơn đúng không? À, những cái người khách của mình như vậy á, thì sẽ ở với mình lâu hơn, vì á, tiệm của mình á, đầy đủ những cái mà khách yêu cầu, những cái sản phẩm khách yêu cầu, nên là tất nhiên là người khách đó sẽ không bao giờ đi chỗ khác, nó chỉ có đợi mình thôi. Thank you, hello, thank you Tony. Đó, mọi người thắc mắc có thể là nhắn tin cho Tracy nha. Thấy Tracy đang ở trên line nha, Tracy Kim nha. Đó, Tracy Kim là một người rất là làm nail rất là đẹp ha, và rất là cố gắng. Đó, và chia sẻ rất là thật tình ha. Đó, nên các bạn yên tâm, có thắc mắc gì cứ nhắn cho Tracy ha. Ok, inside. Khi mà mình làm xong từng ngón như vậy, mình nên cho cái người khách của mình á, để tay vào máy trước nha. Và mình sẽ bắt đầu làm những cái ngón khác. Ok, inside. Yeah, bây giờ là mình sẽ bắt sắp xong rồi ha. Thì những cái ngón này là Christine đã chấm xong cái diamond, và còn hai ngón nữa là Christine sẽ chia sẻ, và chia sẻ bằng cái glue nha. Đó, mình sẽ không có chấm bằng treo đến đá nữa, mình sẽ làm bằng diamond nha, làm bằng glue. Ok, next one. À, được nha, những cái treo đính đá này á, khi mà các bạn làm xong á, mình sẽ sử dụng cái thấp hút của Just Nail, mình quét sơ qua, và hoặc là mình có thể sơn thêm một lớp nữa nha, để mà những cái treo đính đá này sẽ bảo vệ
những cái thấp khúc này nó sẽ bảo vệ cho cái đá của mình nó được bền hơn. Đó, thì mình chia sẻ lại ha. Bây giờ là mình sẽ lấy keo đính đá tùy theo là mình sắp xếp diamond như thế nào. Chẳng hạn ví dụ bây giờ đi ha, Christine đang sắp xếp cuticle thôi đúng không? Đó, sắp xếp cuticle thôi nha. Đó, là mình sẽ đi nè, các bạn thấy không? Mình sẽ đi cái đường vòng cung. Đó, mình sẽ lấy keo đính đá vừa đủ, mình đi cái đường vòng cung thôi. Mình không có nhất thiết là phải sơn hết móng nha, mình không cần. Không? Đó, thấy không? Đó, mình chỉ cần đi như vậy nè. Các bạn thấy không? Thực ra cái keo đính đá bên Chasmel các bạn không có cần sơn top và nó vẫn khô và nó không có bị rít nha. Nhưng mà tại sao là Christine là sơn top? Thứ nhất là cái mặt móng của mình chưa có top, đúng không? Mình sẽ tiết kiệm được một phần nữa. Thứ hai á, những cái đường gân này nè, các bạn thấy những cái đường gân như vậy không? Nếu mà mình không sơn top á, khi mà mình chấm lên á, có phải là các bạn thấy những cái đường gân này không? Nó sẽ làm mất đi thẩm mỹ đúng không? Nó sẽ làm mất thẩm mỹ. Nên bây giờ là Christine sẽ sơn một lớp mỏng nè, đó, để cho tất cả cái gel nó together, nó đi chung với nhau, đó, và nó che mất đi những cái răng cưa ha. Đó, những cái gel đính đá của mình là thấy không các bạn, khi mà mình sơn lên các bạn thấy không? Đó, nó sẽ đi che mất những cái đường gân này ha. Đó, nó sẽ tạo ra là nó sẽ smooth hơn và nó không có bị gọi là che khuyết điểm á. Cái này gọi là che khuyết điểm nha. Đó, mình sẽ dùng top coat của mình để che khuyết điểm nha. Thì cái top coat của Chasmel rất là last long và rất là bóng ha. Cái này là mình chưa có để máy, các bạn thấy không? Nó bóng như gương luôn. Đó, qua cái ánh đèn các bạn thấy được cái độ bóng của nó như thế nào rồi nha. Thì rất là nhiều anh chị, thank you anh Tony, thank you Joe, thank you mọi người nha, hai chị Nguyệt Ngô. Đó, thì rất là nhiều anh chị đã sử dụng cái top coat của Chasmel thì đã biết chất lượng nó như thế nào ha. Đó, một ngày nào đó thì Christine sẽ chia sẻ những cái feedback của các anh chị về cái top coat của Chasmel và những cái sản phẩm của Chasmel ha. Và rất là bất ngờ rất là nhiều. Đó, nhưng mà Chasmel thì cũng busy và qua những cái sản phẩm thì lòng tin của khách hàng đối với Chasmel rất là nhiều. Đó, Chasmel rất là cảm ơn mọi người nha. Đó, thank you mọi người nha. Đó, khi mà mình chấm xong nè, mọi người thấy không, rất là dễ dàng ha. Mình có thể mua và trước khi mua qua mua lại để cho nó chuẩn hơn, và trước khi để vào máy mình nên kiểm tra một chút xíu ha. Đó, ok inside. Yes, inside. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng glue để đính những cái viên bi này nha. Tại sao? Tại vì nó quá nhỏ đi. Đó, nên là Christine sẽ sử dụng cái glue để cho nó khô nhanh một chút xíu ha. Thank you Lilian Hồ, thank you. Đó, mọi người hết Christine chia sẻ cái like này là Christine vui rồi ha, và sẽ cố gắng làm nhỏ cho làm những cái like lần sau hơn. Đó, thì những cái thường á, những cái ID của Christine á, thì đa số là tập trung về những cái màu ha, và những cái khách hàng của Christine nó cũng là những cái khách hàng rất là dễ thương thôi. Đó, cũng là mỗi ngày làm việc. Đó, làm những cái màu bột này nên là Christine làm sao á thì làm cho khách như vậy và chia sẻ với các bạn là giống như vậy thôi, chứ không có gì khác hết á. Thank you mọi người nha. Đó, đây ha. Thì cái ngón mobile là Christine sẽ cho cái viên bi thôi. Đó, viên bi thôi ha. Và cái ngón 3D của Christine á cũng sẽ cho viên bi thôi. Các bạn thấy không, nó đã được 80% rồi nha. Đó, vì đã được 8 ngón đúng không? Thì 80% còn thiếu 2 ngón nữa thì các bạn sẽ thấy được cái bộ nail của mình nó ra như thế nào ha. Christine sử dụng cái glue thôi. Một cái glue dán móng của mình thôi ha. Có nha, Hiền Nguyễn ơi, mình nên có những cái keo đính đá này nha. Vì cái keo đính đá của mình nó thép cho mình đính đá rất là nhanh và mình không có sợ bị nó bị xúc hay gì hết. Các bạn thấy không, khi mà mình sử dụng cái số lượng keo á nó vừa đủ, các bạn thấy không, nó cover cho những cái hộp lớn này nè, các bạn thấy không? Mình bứt là nó không có ra luôn á, thấy không?
cái treo đính đá rất là cứng nha, thấy không? Những cái stick này á, nếu mà mình không có sử dụng treo đính đá thì nó rất là dễ bị mất sức và rất là dễ cuốn cái tóc của người khách ha. Nên là mình nên sử dụng cái treo đính đá để bảo vệ cái độ last long và bảo vệ cho cái người khách của mình á, nó tránh tình trạng là nó bị sức tóc hay sức mặt hay là nó bị sút và nó quay trở lại thầm len cho mình, đúng không? Đó, nên là mình sử dụng cái treo đính đá. Và cái treo đính đá thì Christine là chia sẻ với mọi người ha, treo đính đá của Just Nail. Đó, và tự tin với cái treo đính đá này luôn. Đó, nó rất là chắc ha. Đó, về cái phần này á, thì Christine sử dụng glue ha. Vì á, mình không có đính nhiều chỗ quá và không có đính nhiều quá, nên là Christine sử dụng cái glue ha, để đính cho cái phần design cho những cái viên bi của mình như vậy. Khi mà các bạn làm xong á, lát nữa là Christine chia sẻ ha, mình sẽ sử dụng một chút xíu top coat, mình quét lên cái bề mặt những viên bi này nha, để làm sao để bảo vệ cái màu sắc. Thứ nhất là bảo vệ cái màu sắc cho cái viên bi, thứ hai nữa là mình sẽ bảo vệ cái cho cái bi này nó thêm last long ha. Vì nếu mà mình không á thì những cái viên bi này rất là dễ sút ha. Nhưng mà khi mà bảo vệ như vậy, các bạn cần có là nhận, tức là khi mà xin nói là mình sẽ bảo vệ bằng cách là cho một lớp mỏng, một chút xíu quét, một chút xíu cái top coat thôi, đúng không? Nhưng mà quan trọng là cái top coat của mình á, nó đủ cứng nha. Đó, nếu mà các bạn mà quét cái top coat mà nó không có đủ cứng á thì cũng coi như không ha, đúng không? Thì nó đâu có hết mình giữ được cái design đâu. Đó, nó đâu có hết mình giữ được cái những cái viên bi này đâu. Đó, thì lát nữa Christine chấm xong những cái viên bi này á, thì mình sẽ chia sẻ ha qua cái phần đó nha. Đó, các bạn thấy không, mình nhấc từng viên nha, mình nhấc từng viên và mình nhúng vào glue và mình thác vào nó. Đó, mình làm cái này là mình không có gấp được nha, vì nếu mà các bạn càng gấp á thì những cái viên bi của mình nó sẽ bị rớt xuống cái glue và nó không có, nó làm cho mình tốn thêm nhiều thời gian nữa, nên mình sẽ lấy từng viên và từ từ nha, viên nào ra viên đó, sau đó mình sẽ thác vào đây đó. Nên khi mà mình sử dụng cái glue á, thì mình đòi hỏi là mình phải làm sao cho nó thật chuẩn. Tại sao? Vì các bạn nếu mà để lệch á thì là nó sẽ, cái glue thứ nhất của mình nó sẽ không có dính, và thứ hai nữa glue mình nó đã khô rồi đó, mình gỡ ra cũng rất là khó ha. Vì những cái viên bi này nó nhỏ nên là Christine không có sử dụng treo đính đá nha. Mình sẽ sử dụng bằng glue thôi. Và khi mà xong á, mình sẽ cho một lớp chút xíu top coat lên ha. Các bạn thấy dễ thương không? Để gần chút xíu ha. Rất là dễ thương ha. Trời ơi, dễ thương quá. Ok, Hiền Nguyễn nha. Mọi người có thể là nhắn tin cho các thành viên trong Just Nail ha. Đó, và gọi về công ty ha, hoặc vào website nha. Nên có nhiều anh chị hay là các bạn nhắn tin cho Christine tại sao dạo này sử dụng nhiều màu quá. Thứ nhất là Christine muốn chia sẻ, cũng như lần trước mình trả lời lại, là mình muốn chia sẻ tất cả các màu của Just Nail có cho các bạn. Đó. Thứ hai nữa là mình chia sẻ cái cách mà phối màu nha, cái cách mà phối màu của Just Nail, phối những cái màu với nhau. Đó, để khi mà các bạn làm cho khách đó mình tự tin hơn. Đó, khi mà các bạn có những cái màu của Just Nail rồi thì mình có thể là qua những cái like của Christine hay là Alice hay là các bạn trong công ty á, thì mình sẽ làm ra những cái sample và tự tin hơn chia sẻ với khách là chắc chắn cái màu này nó đi chung là nó rất là hợp nha. Nên là mình sẽ help được cho các bạn về cái phần đó nữa. Nên là Christine chỉ hy vọng làm sao các bạn vui lòng chia sẻ cái like này
và những cái like kế tiếp nha. Mặc dù là Christine biết là không nhất thiết là phải mua hàng của Just Nail và những cái màu bột của Just Nail, nhưng mà các bạn chia sẻ như vậy là Christine đã rất là vui, vì như vậy qua những cái đó thì mình có thể là help được rất nhiều bạn ha. Đó, về những cái cách phối màu và mình tự tin làm với những cái cách của mình hơn. Đây, và bây giờ mình bắt đầu sơn ha. Đây nè, Christine chia sẻ ha. Đây là mình sẽ cho cái size này đúng không? Đó, mình sẽ tư sơn từ từ thôi. Và cái chắc chắn cái bông 3D của mình đó là sẽ không có cho top dính vào nha. Đó, mình giữ cho nó mát nha. Mình giữ cho nó không có shiny thì nó sẽ show up cái bông của mình hơn. Các bạn thấy không, Christine á, qua đó thì mình quét sơ một lớp á nhỏ nhỏ mỏng mỏng vào trên cái màu vàng nha. Đó, thế là mình xong. Các bạn thấy không, nó ra rất là lấp lánh ha. Cái bông của mình nó nổi bật rồi và có thêm kim tuyến nữa. Đó, nó làm cho ngón treo nhẫn của mình rất là đẹp ha. Nè, bây giờ là Christine chia sẻ ha. Khi mà mình sơn top, thấy không, các bạn thấy không, Christine đẩy ăn da một chút xíu top coat nè vào những cái này nè, vào những cái viên bi này nè. Các bạn thấy không? Đó, như vậy cái viên bi của mình nó sẽ last long hơn. Trời ơi, dễ thương quá đi. Khi mà làm xong á, các bạn vuốt lại cái shape nha, để cho cái shape của mình nó không có bị mất nha. Ok, in sáng. Ok. Cái bên này là bây giờ là Christine sẽ trừ sơ một chút acetone nha. Và mình sơn lại ha. Mình sơn lại một chút xíu ha. Vì cái khách hàng là nó hơi hồi nãy đụng vô cái dầu và cái thời gian lâu quá. Hello Louis, hi John. Mọi người có thắc mắc gì và có muốn mua những cái sản phẩm có thể vào website hoặc là nhắn tin cho Tracy ha, Tammy, Michelle, Jimmy, Alice nha. Còn nhiều lắm. Sắp tới nữa là Just Nail sẽ được rất là nhiều bạn khác chia sẻ những cái dòng sản phẩm của Just Nail nè. Các bạn thấy nó bóng không? Bóng ha. Đó. Này mình sẽ sơn lại ha, mình sẽ sơn lại một chút xíu ha. Để cho nó bóng hơn. Và cho những cái stick như vậy các bạn nên sơn lên cái bề mặt một chút xíu ha. Một lớp thật là mỏng thôi. Nó sẽ hết bảo vệ cho những cái này nè. Đó. Thấy không? Bảo vệ. Đó, và cái ngón này cũng vậy nha. Đó, mình sơn lại tất cả cho nó thêm đẹp. Đó, thêm last long, thêm bóng. Đó, rất là dễ thương ha. Đó, và ngón này nữa. Top coat của Just Nail á, trời ơi nó bóng lắm. Bóng như gương á. Và cái khách của mình rất là thích ha. Xài rất là last long và rất là bền. Đó, người khách á, thường á, Christine làm những cái design như vậy á, thì Christine phải bảo đảm cái độ last long, độ bền cho khách là không dưới 4 tuần nha. Đó. Đây, insight. Không dưới 4 tuần nha. Nên là Christine sử dụng những cái sản phẩm này rất là yên tâm ha. Vì các bạn thử nghĩ đi, nếu mà khách hàng của mình á, mà nó chỉ cần mất sắp một ngón thôi đúng không, là cái người khách quay lại á, thì tốn rất là nhiều thời gian của mình. Nên làm sao á, mình phải làm cho nó thật là last long và tỉ mỉ hơn, để cái người khách của mình á, nó sẽ quay lại không có bị cái gì hết, không bị vấn đề gì hết, đúng không? Vì những cái này á, nếu mà bị vấn đề á, mình tốn thời gian lắm, mình tốn thời gian sửa lắm. Mình làm một bộ thôi cũng đau lâu rồi đúng không?
Đó, mình còn sửa nữa rồi lấy bày ra tùm lum hết. Đó, nó rất là mất thời gian ha. Nên là tốt nhất thì mình cứ làm cho nó đâu vào đó sạch sẽ gọn gàng lát lon. Hello Emily Nguyễn. Hi John Trần. Đó, mình sắp xong rồi nha. Mọi người nên chia vào cái trang chia sẻ vào cái trang nhà của mình ha, để bạn bè của mình nó được thấy nữa, và những cái sản chia sẻ những cái sản phẩm này nữa, để cho bạn bè mình nó biết được có những cái sản phẩm tốt như vậy nè. Tại sao ha? Tại vì Christine tự tin với những cái sản phẩm lắm, vì Christine làm nail mà mình cũng giống như các bạn thôi, cũng làm mỗi ngày đúng không, cũng làm mỗi ngày, và những cái sản phẩm này là mỗi ngày mình xài inside. Thank you mọi người nha. Finished hả? Bây giờ là Christine sẽ chia sẻ cái cách chụp hình cho các bạn nha. Thank you so much. Cảm ơn mọi người nha. Giờ này rất là khuya rồi nhưng mà vẫn được các bạn quan tâm rất là nhiều. Và rất là cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người đã cố gắng theo dõi cái like của Christine. Nó hơi chậm một chút xíu. Bây giờ là mình sẽ cho dầu nha. Oh my god, so much, too much, too much. Tomorrow clean. Hôm nay hơi trễ một chút xíu. Quá trễ luôn. Ok, picture. Bây giờ là mình sẽ dùng một chút xíu oil nha. Ở đây là cái cuticle oil của bên dip. Cái chai dip. Đó, mình sẽ cho một chút xíu vào đây. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người thấy cái like của Christine có ít đó thì help Christine chia sẻ một chút xíu ha. Vì mình chia sẻ nhiều thì cái nghề nail của mình á thì nó càng phát triển hơn đúng không? Đó. Ngoài là hả bán supply thôi nhưng mà mình cũng làm nail. Đó, và mình chia sẻ những cái mà thực tế thôi. Nên là mình rất là hiểu cái cảm giác của khách hàng khi mà mua sản phẩm. Nên là tại sao là hả những cái sản phẩm tuy nó hơi chậm đó, nhưng mà mình bảo đảm được cái chất lượng cho mọi người nha. Đó, thank you Nikki. Thank you chị Loan Nguyễn. Không có chi chị đó, mọi người chia sẻ cái like là cũng xin vui rồi ha. Những cái móng nhọn này là mình nối hai cái móng tiếp với nhau nha. Hai cái móng nhọn á, móng nhọn là có trong chest nail luôn. Và chest nail cũng có cái móng square ha, cái móng vuông á, các bạn có dễ dàng làm cái coffin nữa. Đó, và nó rất là dễ dán, dễ ăn nha. Nó không có dày giống như ngoài bán supply bán. Nó rất là mỏng và rất là dẻo, rất là mềm. Hello anh Hùng Mã. Đây ha, đây là cái bộ nail mà Christine đã xong. Bây giờ là Christine sẽ chia sẻ cho các bạn là cách chụp hình nha. Chia sẻ bằng đây đi ha. Không thấy rồi. Trời ơi dễ thương quá đi. Đã để Christine chiếu gần một chút xíu ha. Và cho cái đèn nó hơi sát vào. Đó, và mọi người sẽ thấy rõ được cái design ha. Thank you mọi người. Ok. Hope. Okay. Để Christina lấy cái camera xuống ha. Và chiếu gần một chút xíu cho các bạn. Tại vì chiếu gần một xíu ha.
Đây, bây giờ gần rồi các bạn thấy cái độ sai này không? Độ neo rất là bóng ha. Các bạn thấy không? Neo rất là bóng ha. Cái treo rất là bóng nè. Và cái màu bông bột á, các bạn thấy không? Nó không có bị bệ ha. Christine chiếu gần một chút xíu cho mọi người thấy cái bông ha. Nên tại sao là Christine nói tự tin với cái bột màu của Chanel? Vì nó không có bị mô bồ và các bạn có thể làm ombre ha. Đây là những cái màu ombre nè, Christine kết hợp với nhau mặc dù nó không phải là sắp white nha. Đó. Tất cả mình đều làm được ombre. Đó. Vì có nhiều màu bột khi mà các bạn kéo á, là nó không có được nha. Nó không có được nhưng mà cái màu của Chanel có, quan trọng là các bạn phối màu cho đúng thôi. Thank you chị Kimberly. Nên là bây giờ là Christine đã xong cái like này nha. Nên là hy vọng là các bạn chia sẻ cái like này. Mặc dù nó hơi trễ một chút xíu ha. Thấy không? Màu rất là dễ thương ha. Ok, one more time. Đây ha. Yeah, thank you mọi người. Và một lần nữa là Christine cảm ơn mọi người nha. Help Christine chia sẻ cái like này. Nên là các bạn có thắc mắc gì về cái design thì cứ nhắn Christine hoặc là những cái màu như thế này ha. Nên là hy vọng là sẽ help được cho các bạn nha. Thank you mọi người.